Ơi à, dạ. Mới nhọt đó. Đó má. 80. Bỏ vô nồi rong rong đúng không? Mà không nghĩ 70 ngàn luôn á. Tao không nghĩ luôn, bây giờ tao nghĩ trăm á. Tao không rồi. Cơm bố thì thầy nhờ thiệt, mình đi ra sáng. Mình 350 nó lớn, nó nhỏ kia mua 350. Này, ta đoạn tiền 500 ngàn rồi. Hai người nó xóa nhang với chị đó. Gọn hòm à. Hòm là kim bô tóc à.
năm nay hình như nó không đen mà sao nó cay như nắng vậy. Ừ. Tôi thấy còn sao nó cay không? Má đây mà không bị lao đó. Thì nó còn kiểu vạch mờ mờ á chị. Chị chắc là bà nhòn. Chị nói giọng nó có nói giọng chị bình thường á, là nói giọng Huế hay là nói giọng gì? Thôi rửa mặt đi là chứ cho chị mua chị nó là lùng nhất không? Chị mày. Chị đây đây đây, còn đây nữa. Còn đây mấy mấy phố. Chưa tận. Em vô đây thì xoại ngồi luôn. Xoại ngồi coi.